Đêm đào hầm che chở đoàn quân chiến sĩ, từ lúc tóc còn xanh đến khi mái đầu ngã bạc, chắc chắn chỉ có trong chiến tranh vệ quốc Việt Nam. Những người mẹ, người chị, người em gái trên đất nước đau thương mà bất khuất anh hùng này đã trong đèn đội mưa đợi con, đợi các anh về. Rồi đêm đêm tay mẹ đào hầm, đào địa đạo cho đoàn quân, cho thế trận lòng dân danh như lũy như thành. Tay mẹ gầy run run từng nhát cuốc, tiếng cuốc dội vào thinh không, dội vào lịch sử, dội vào trái tim chiến sĩ. Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đài Bắc, bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. Sư đoàn dưới đất, nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Có những đoàn quân từ trong lòng đất xông lên bạc nghĩa quân thù, xung quanh chúng đều là trận địa. Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đài Bắc, bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. Sư đoàn dưới đất, nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt.